chào quý vị và các bạn đã đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Người Một Nhà. Người Một Nhà tập 3, Trí bỏ đi vì em rơi mặt nặng mà nhẹ. Bộ phim Người Một Nhà tập 3, khuyên cảnh ngầm anh chồng ăn không ngồi rồi, không phụ tiền trợ. Tuệ muốn xin cho anh trai và dọn dẹp vệ sinh ở khách sạn. Khải đến gặp đàn anh xin việc làm. Bộ phim Người Một Nhà tập 2 có những nội dung thú vị và hai anh em Trí và Tuệ. Sau khi đưa anh trai đi với mộ bố mẹ, trên đường về Trí tạm vào một nhà người quen, nhưng người này đã mất khiến cho Trí chạnh lòng. Có lẽ người này cùng làm ăn với Trí ở trời Tây. Trong một cảnh khác, Tuệ rủ Trí ra quán quen uống vài ly. Tại đây Trí đụng mặt một gã thanh niên và không muốn hắn nhìn thấy, vậy là Tuệ phải giải vây giúp anh trai. Gã thanh niên này là đàn em của Khải, Khải vừa ra tù và có hỏi thăm tung tích của Trí, nhưng gã đàn em này bảo nghe nói Trí đã chết mất xác ở bên Tây rồi. Trong một vài diễn biến khác, em dâu của Trí là Khanh bắt đầu tỏ ra khó chịu vì anh chồng sinh hoạt bừa bộn, quần áo vẫn lung tung khiến cô phải dọn dẹp. Dù vậy, Khanh cũng ngọt ngào đẹp cố dụ Trí đầu tư vào cửa hàng bánh của mình. Vì Khanh tưởng anh chồng có nhiều tiền, trong bữa cơm Khanh ngỏ ý khiến Trí hơi chột dạ vì anh làm gì có đồng tiền nào mà đầu tư 1 tỷ đồng. Còn Tuệ viện nhiều lý do để gỡ rối cho anh trai, thấy tình thế hơi gượng cho nên Trí ừ à cho xong, còn bảo ma sẽ ra xem cửa hàng để tính tiếp, khiến cho Khanh vui ra mặt. Phim Người Một Nhà tập 3 tối nay ngày 4 tháng 4 21:40 trên kênh VTV3 hé lộ những diễn biến tiếp theo, cho thấy Khanh bắt đầu tỏ ra thái độ hơn khi nói với chồng rằng chỉ số ngày ăn không ngồi rồi, không phụ tiền trợ gì cả. Tuệ rất thương anh trai và hiểu rõ hoàn cảnh của anh, cho nên vẫn đem chuyện tình cảm anh em gắn bó để mong vợ đừng chấp nhận. Nhưng Chi đã nghe được những lời anh dâu nói, cho nên chắc chắn sẽ không thể ở trong nhà được nữa. Trong tập phim tối nay, cô hé lộ tình tiết cho thấy Tuệ đang làm việc ở một khách sạn lớn, cho nên anh tìm cách nói với người quản lý để xin anh trai phải làm dọn dẹp vệ sinh một khách sạn. Còn Khải sau khi đi ra tù tìm đến nhà người đàn anh lớn tuổi để xin việc làm. Vị này có vẻ là tay chân giang hồ nên xung quanh có nhiều đàn em. Mẹ của Tuệ bà Trí thì luôn ở bên cạnh ông này. Bộ phim Người Một Nhà tập 3, Trí bỏ đi vì em rơi mặt nặng mày nhẹ.